rồi.
Thank you.
Mày nhớ cho mày thằng quỷ già. Sao mạnh dữ như vậy? Nói vậy mạnh như vậy. Đổ nước rồi. Đứng không nổi không mày? Mới dùng đội hả? Ồ, dùng mới luôn hả? Trước khi tao dẫn tiệc hổ chăm ngủ gì đâu mày? Thằng mày hãy để cho tao ăn thịt người. Ở khu điền này tao phải chết được. Mày ăn ơi mày? Trời ơi, lâu lắm. Rồi hai tay nhìn cái gì vậy mày? Mày buông cái coi thủ cái quần vô. Trời ơi, hao nội nắm cái đầu nó tù lại bà cô đây à. Bây giờ ha, mấy bà đứng đó bỏ chạy hết rồi, tao quất hai bà dưới góc mày á. Trời ơi, đâu nắm mình hết rồi ăn mày. Gặp mày mày chưa không? Còn chả chưa nổi mà. Căng tao ra tặng chạy đó đúng rồi. Ăn nổi đó không mày? Làm gì mà đá nhiệt tình như vậy? Còn cái gì? Hùng dữ nữa mày. Đau. Đau bấm bà con của bác Phú Điền rồi. Chết kiểu nào chết kiểu này nó lũng lỗ xuống quá nè. Chết tình nào mà xấu với đẹp nữa hả mày? Thầm số mày. Thấy dậm nhà heo nó chạy như vậy. Đâu mày nằm xuống cho nó dậm thử mày biết nhẹ ăn à. Còn chả chờ nổi rồi. Ngồi giữ nó là cố rồi. Cái gì vậy mày? Nó cho nước mà làm như nó phun gà đá vậy mày. Vô miếng thôi. Thấy nước đây sao mày? Công nhận ha. Nước ở Phú Điền sao mà nó mát hơn thành Mỹ vậy mày? Mát như vậy đó đâu mày? Tôi vô đó mày. Anh thật nhiệt đưa tới người cuối mùa rồi không mày? Ủ lẹ đó đâu mày? Ủ nước con sâu đó mày? Trời ơi là trời, nó giết cái trò uống gì? Nó đẩy vô lỗ thở không? Mày quỷ xuống hai lỗ thở vậy đó mày? Nằm xuống thở cho mày. Trước khi con vĩnh biệt cõi trần để đi theo phò lính cô, gia đình bà con cô bác thương tình hãy ủng hộ con làm lỗ khí đủ sẵn sàng về dưới mà cô bác Phú Điền á. Thương quá hả mày? Sáng chớ lên xin lỗi với đường đó hả mày? Gia đình bà con bác ơi, nhà đại gia tiễn cho quỷ lên đường đó bà con ơi. Không cho đâu hả mày? Trời ơi, khán giả đông như vậy mà sao không ai thương tình ủng hộ hết? Làm sao mà tôi về dưới chặt lỡ nhà sáu phá rớn hoài mà. Có không có đi bộ mày? Thăm chỗ đó mày. Chủ chạy hôm bảy con đâu rồi? Công nhận trong nhà của bà này có đẹp lạnh lùng. Trời ơi, khán giả đông như vậy mà có mình người đẹp ủng hộ, còn bao nhiêu sao ghét hết vậy? Bà con của bác con cháu mà con cuối ủng hộ thì chặt thủ vô đi để không còn cơ hội rồi. Trò gia đình ông
bà con cô bác phú liền ơi. Còn nãy giờ bà con cô bác vô ủng hộ đủ mua một vé xe tháp 10 có máy lạnh có wifi đi gì nữa các bạn. Quý sư trả đây xe điện nào wifi hả mày? Nghe cơ thế là bà con cô bác gom góp tặng ngoài tổng cộng 242.000 đủ đi cho mày. Cái gì? 242k. Cần cái gì mày? Có quỷ khóc vậy chứ cự gì? Trời ơi, ta chết mười mấy hai ba chục cháy. Còn cái thằng quỷ đẹp trai nhất Phú Điền chết chỉ có 2 sĩ mấy thôi. Mày quỷ xíu hơn người ta hả mày? Mày lãnh lắm không? Đó đi tóc mày lại mày. Trời ơi là trời, nó lấy lộn cái tấm gì mà hôi nước mắt nước tương dữ vậy mày? Tâm thâm cho mày, cái gì mày? Nằm xuống đây mày ơi. Gạch đâu chết luôn. Nói chỗ mày cha mày nhúng mày lỡ sao? Mày lỡ khu dưới mày kiếm bà già vợ mày dưới ha. Mày để miếng tán chuồng heo xích xích lên để dưới quýnh cái dập à. Dập cái gì mày? Chị Bư Mũ lộn chỗ ông nội. Trước khi diễn biệt cõi trần lìa xa nhân thế. Mày sao đâu anh? Tao bây giờ nghĩ kỹ coi mấy người đẹp đàn bà có vô ủng hộ đàn cứu như vậy. Bà con có bác nói giết rồi sao tặng sao mày? Yên tâm lên đường đi mày. Bố sử tử đó. Yeah.
Thank you.